đã 14 năm nay Jin Do chưa từng mặc váy rồi. Trên áo của cô dính đầy tương cà, trên dép có thể thì thấy vết khâu vá linh tinh. Trên tay còn đeo băng, một cô gái trẻ chỉ ánh mắt kỳ lạ về phía cô xoa xoa áo, chỉ đành xấu hổ dùng quai ba lo che đi, đến cả ông chú nhặt rác. Bà thím ơi, cũng gọi cô là bà thím, nhưng ai ngờ Jin Do cũng từng là cô gái được nhiều người theo đuổi chứ. Cuộc sống của một Jin Do rất có quy luật, 6 giờ sáng dậy, chưa kịp ăn sáng đã phải dỗ con trước. Muốn đi vệ sinh thoải mái cũng bị cắt ngang bởi tiếng khóc của con, còn bị chồng ghét bỏ. Đến 10 giờ, khó khăn lắm mới ăn được một miếng cơm, con lại khóc. Trước khi ngủ lại tiếp tục dỗ con. Cuối cùng còn phải làm việc nhà. Nhưng hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng Jin Do. Ban Do lại quên như chưa từng nhớ, tối đến đứa bé bị ôm nôn mửa, Ban Do lại mãi chưa về. Cô ôm con xót ruột cũng khóc theo con, nhưng có gọi thế nào cho chồng cũng không gọi được. Một bên là một người phụ nữ không biết cầu cứu ai, một bên là chồng đang tiếp khách, một sự so sánh không thể châm biếm hơn, nhưng ai là người sai chứ? Người chồng vì nuôi gia đình, dù cho bị đánh cũng phải nhịn. Người vợ vì con từ bỏ công việc và bản thân. Jin Do nhìn bản thân trong gương, nghĩ đến cuộc đời nực cười này, lúc này đột nhiên điện thoại nhận được một bức ảnh và một tin nhắn. Tối nay anh không về nữa. Nhiều suy đoán khác nhau khiến hy vọng cuối cùng của Jin Do vụt tắt. Sao anh có thể đối xử như vậy với tôi? Sao anh có thể làm như thế? Vì lấy anh biết cuộc sống của tôi trở nên khổ cực như thế nào không? Cuối cùng Jin Do vẫn đưa ra đề nghị ly hôn. Ban Do nhìn bó hoa định tặng vợ ở ghế bên cạnh lại nhìn khuôn mặt bị thương chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý. Sau khi ly hôn họ ném nhẫn đi, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng ai ngờ, một giấc tỉnh dậy họ đã xuyên không về quá khứ. Jin Do mặc váy xinh đẹp, đi giày cao gót chuẩn bị đi dạo phố. Chắc bạn không ngờ được rằng đây là một người vừa ly hôn đúng không? Sau một giấc tỉnh lại cô phát hiện đã xuyên không về năm 20 tuổi. Lần này cô quyết định thay đổi vận mệnh của mình. Bước đầu tiên là đi quẩy, nhưng không ngờ chưa quẩy được lại gặp ngay phải vận đào hoa. Anh chàng này cũng không phải dạng vừa, trong tương lai anh là một thiếu gia nhà giàu, còn giờ là hot boy chương trường được hàng trăm các em theo đuổi. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau. Không lâu trước, để ứng phó với bố mình, nam Jin đã chọn đại một cô gái để tỏ tình, kết quả bị từ chối tại trận. Cô gái đó lại chính là Jin Do, nhưng lần này va vào nhau đã khiến tim nam Jin loạn nhịp. Mấy ngày tiếp theo, nam Jin nhìn con dốc nhớ đến Jin Do, đi bơi cũng nhớ đến Jin Do. Cứ tiếp tục như vậy không ổn. Thế là anh ta tìm đến Jin Do bày tỏ tình ý của mình. Không lẽ em nghĩ là tôi thích em ư? Kết quả ngay sau đó bị một màn tự vả. Trong thư viện, nam Jin diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân, hơn nữa còn là hai lần. Lần này Jin Do cũng rung rinh rồi. Nam Jin nhân cơ hội đó hẹn Jin Do đi xem phim, cuối cùng tỏ tình với cô, anh thích uống gì? Em, anh thích em. Còn ở bên Ban Do, để thay đổi vận mệnh, anh đã tìm đến mối tình đầu xinh đẹp, dịu dàng, mỗi ngày đều tặng đồ uống, tặng gà rán, vô cùng chu đáo, dẫn tình đầu đi ăn thịt nướng, đi xem phim, tiến triển còn nhanh hơn cả Jin Do, dường như mọi chuyện phát triển thuận lợi theo hướng mà lúc đầu họ nghĩ, nhưng đàn ông, có được thì chê, không có được thì thèm, thấy có người cưa vợ cũ, Ban Do bắt đầu lên cơn ghen, người đàn ông này ngày nào cũng giấu bạn gái mình đi hẹn hò và hẹn hò. Lần này hắn ta đã để ý Jin Do, tôi làm ở bên cô ta được chứ, chỉ chơi đùa thôi. Jin Do vẫn còn đang chìm đắm trong tình yêu, nhưng Ban Do đã biết gã đàn ông này là một gã cặn bã chính hiệu. Trước khi xuyên không, Ban Do làm việc cho hắn ta, mỗi ngày đều giúp hắn ta xử lý tình nhân, để tránh bà vợ giàu có của hắn ta phát hiện, còn thường xuyên bị ăn đánh. Nhưng vì cuộc sống, Ban Do chỉ còn cách nghe theo hắn, nhưng lần này hắn ta lại nhắm đến Jin Do. Ban Do làm sao nhịn được, anh nói bộ mặt thật của hắn ta cho Jin Do, hai người bàn bạc sẽ cho gã cặn bã này một bài học. Khi biết hắn ta phải tham dự hội nghị ở bệnh viện, Ban Do cố ý tiết lộ thân phận của Jin Do trước mặt hắn ta. Em đã nghe nói chưa, cháu gái của chủ tịch tập đoàn Samsung học ở trường ta đấy. Ai thế? Anh quen không? Là Ma Jin Do khoa lịch sử, không ngoài mong đợi. Hắn ta đã cắn câu, còn muốn dẫn Jin Do đến hội nghị. Trong trường y có một quy định. Người dẫn đi cùng đến những bữa tiệc sẽ được mặc nhận là bạn gái. Ban Do lại tìm đến người bạn gái thực sự của hắn ta, nói dối là hắn ta sẽ công bố thân phận bạn gái ở bữa tiệc, lừa cô ta đến bữa tiệc. Nhưng lúc này hắn ta lại dẫn Jin Do vào cầu thang bộ. Hóa ra hắn ta sớm đã biết được thân phận thật của Jin Do. Vào lúc hắn ta định giở trò đã bị một cô gái ngăn lại. À không, là mấy cô gái mới đúng. Hóa ra Ban Do vẫn còn có kế hoạch B. Anh gọi hết các tình nhân của hắn ta đến để diễn màn bắt giặc tại trận. Quá đã luôn. Qua chuyện lần này, Jin Do mới biết. Những hóa đơn thanh toán ở quán bar trước đó, người phụ nữ kéo tay Ban Do trong ảnh, đều là họa do gã cặn bã này gây ra. Bắt gặp một người đàn ông say rượu, cô mới biết, hóa ra người chồng đi làm ở ngoài lại vất vả đến vậy. Còn Ban Do nhìn thấy Jin Do ở tuổi 20 mới nhận ra, hóa ra khi vợ mình trang điểm lên lại đẹp đến vậy. Bản thân anh mỗi ngày bận rộn công việc bận đến mức đã làm ngơ cả vợ. Bạn nghĩ như vậy là hết phim ư? Không nhé, tình tiết đâm xe cũ rích trong phim Hàn đến rồi đây. Không sai, vì vụ tai nạn đó, trái tim của Jin Do lại lần nữa rung động trước Ban Do. Cuối cùng hai người ở bên nhau, đeo nhẫn cho nhau trở về tương lai. Nhưng lần này đã khác, họ biết cách trân trọng người kia.
và thấu hiểu cho người kia hơn. Những hiểu nhầm và khúc mắc sẽ không xóa nhòa theo thời gian. Chỉ khi thấu hiểu, chia sẻ với nhau, những rắc rối mới được giải quyết.